Xin kính chào tất cả các bạn. Hiện bây giờ là 3 giờ 36 phút chiều thứ Bảy. Hôm nay là ngày 16 tháng 3 năm 2024. Mình đang ngồi nghỉ giải lao uống trà đá trong giờ làm việc. Xin bỏ ra vài phút giải trí thời sự đến với tất cả các bạn. Cũng như thường lệ, trước tiên mình xin mời các bạn uống trà đá. Và mình xin các bạn cho phép mình uống một miếng trà đá. Tối ngày hôm qua mình ngồi ngay cái chỗ vị trí này, trời nó tối mà. Bữa nay được nghỉ, trời nó sáng sáng. Mấy cái người dư luận viên ở bên Việt Nam với mấy cái người Hồ Kiều, người ta làm kênh, người ta chê bai về nước Mỹ. Nhưng mà những cái người này các bạn để ý đi, họ chỉ là thiểu số thôi. Trên thực tế là các bạn biết, trên toàn thế giới mình có trên 8 triệu người Việt Nam của mình sinh sống trên toàn thế giới, gọi là Việt Kiều. Riêng tại nước Mỹ không là có trên 4 triệu người Mỹ gốc Việt và Việt Kiều, trên 4 triệu. Trên 4 triệu. Thì bây giờ các bạn so sánh đi, trên 4 triệu người Việt Nam đang sinh sống làm ăn ở đây mà không có ai than là người ta bị cực khổ, làm như trâu như chó, ai cũng hài lòng với công việc, tìm bằng mọi cách mà để nhập vô quốc tịch Mỹ. Trong cộng đồng của mình, vào mấy cái trang Facebook cộng đồng, dài ba tuần cái bắt đầu có người đặt ra câu hỏi xin nhờ giúp đỡ đồ. Mẹ em năm nay 70, tiếng Anh không có gành, muốn xin vào quốc tịch Mỹ, xin quý anh chị em, cô bác giúp đỡ chị hướng dẫn. Người ta 70 tuổi, người ta đi qua Mỹ mà người ta còn đòi xin vào quốc tịch nữa. Còn một vài tẻ le ngoe mấy cái thằng Hồ Kiều, mẹ nó vô quốc tịch xong rồi nó lười lao động, nó chán, nó muốn đi về Việt Nam trồng rau, trồng cỏ gì ở bên đó. Nó nghĩ là nó đi về Việt Nam, chắc là nó là người Việt Nam duy nhất là nó hiểu về văn hóa, hoàn cảnh ở Việt Nam, nó về bển là nó nói cho mình. Trừ khi nào mà cái thằng Việt Nam, cái thằng Hồ Kiều nó đi về Việt Nam á, mà nó chia sẻ với những cái người quốc tế nào mà người ta không gành về văn hóa Việt Nam thì người ta còn lắng nghe nó. Còn cái đằng này, mình cũng là người Mỹ gốc Việt, mình cũng đã từng đi về Việt Nam, mình nói tiếng mẹ đẻ, tiếng Việt Nam, văn hóa mình hằng ngày mình ăn cơm, canh chua, rau muống, ăn cá kho tộ. Làm sao mình không gành về cái chế độ Cộng sản Việt Nam? Nhưng mà chẳng qua mấy cái thằng đó, không phải là tụi nó là nó ngu, nó cũng khôn lắm, nhưng mà nó khôn về cái lĩnh vực này, nhưng mà nó ngu về cái lĩnh vực khác. Mà những cái thằng đó, nó nói là nó ở bên Mỹ 40-50 năm hay là ở bên Úc Đại Lợi 40-50 năm. Tại sao nó không trở về Việt Nam ngay từ lúc đầu đi? Lúc mà nó mới vừa đi qua bên Úc một vài năm đầu, nó không trở về đi. Ở trong cộng đồng của mình nè, có những người là chồng người ta bảo lãnh qua một vài ngày đầu, một vài tuần đầu người ta không quen cái cuộc sống á, người ta làm bằng mọi cách đó, người ta trở về Việt Nam. Đó, những cái người đó là những cái người trung thực. Người ta chưa có hòa nhập vào cái cuộc sống, người ta chưa có quen. Là các bạn biết lý do tại sao không? Là hồi nào tới giờ là ông chồng Việt Kiều bên đây nè, ổng đi về bên đó, ổng cua, ổng làm quen hay làm mai, làm mối gì đó, ổng cưới gả, xong rồi trong cái thời gian cái người vợ bên đó đó, ông Việt Kiều đó, ổng xây nhà cho ở, rồi ổng, hay là ổng thuê chung cư cho ở, hàng tháng ổng gửi tiền về. Cái người vợ bên Việt Nam ăn ở không, tháng nào cũng có tiền đô của ông chồng gửi về. Bỗng dưng một ngày ông chồng bảo lãnh đi qua bên đây. Đó, phải đi dũa, phải đi học neo, phải học lái xe, phải học tiếng Mỹ. Có nhiều người phụ nữ các bạn biết không, người ta sống ở Việt Nam, người ta không có muốn bị stress, người ta không có muốn đối phó với những cái cảnh mà học tiếng Anh, là đối với người ta làm lại từ đầu. Tự nhiên hồi nào tới giờ tôi ở bên Việt Nam, ông chồng Việt Kiều thuê chung cư cho tôi ở. Bây giờ ông lãnh tôi qua đây rồi, bây giờ tôi qua đây, ổng đẩy tôi ra đi
đi cày để phụ lo cho ổng, trả tiền nhà, tiền cửa, tiền bill. Người ta tính toán, phụ nữ các bạn biết không? Đó là lý do tại sao người ta trở về. Nhưng mà những người đó mình không trách. Mình biết trong cộng đồng của mình có một vài người, nhưng mà dẫu sao những cái người này người ta trung thực, người ta không thích nước Mỹ, người ta đi về liền. Còn cái đằng này, mẹ nó sống ở bên Mỹ 10 năm, 20 năm, nó cày, nó để dành biết bao nhiêu tiền, nó mua nhà, mua cửa. À, nó để dành một số tiền đô. À, nó chê nước Úc mà nó ở nước Úc 50 năm, 45 năm, 46 năm. Rồi nó đi về Việt Nam, sau 4, 50 năm, sống ở bên Úc, sau mười mấy năm nó sống ở bên Mỹ. Đó, nó làm kiếm một mớ rồi nó đi về bển, nó quay đầu ra. Những cái loại người này là những cái loại người qua cầu rút ván. Xin phép các bạn cho mình uống một miếng trà đá. Cái văn hóa của người Việt Nam của mình qua cầu rút ván rất là nhiều. Tỉnh thoảng á, mình đi ra quán cà phê á, có gặp một vài người quen, cái người ta buồn, người ta tâm sự, người ta nói, hỏi mình gì chứ. Anh Quốc, em làm cái chủ tiệm móng tay, xong cái em có quen cái người, cái chị kia ở Việt Nam mới qua, không có xe, có cộ gì đó, không có công ăn việc làm. Đó, em giúp, em chở hàng ngày như vậy đó, em giúp đỡ người ta. Đó, bao lương cho người ta, rồi chở xe cho người ta đi làm. Đó, tới khi cái người này người ta đủ lông đủ cánh, có xe có cộ rồi, dành dụm mua được nhà cửa rồi đó, người ta quay qua, người ta đi tìm cái chỗ khác người ta làm, chứ người ta không có tiếp tục, người ta mang ơn mà giúp cái người mà đã từng giúp mình. Thì mình nói á, cái chuyện của em kể á, nó đối với anh nó là xưa lắm rồi. Từ hồi lúc mà nhỏ 11, 12 tuổi á, là ở dưới làng của anh, ở dưới miền Tây á, anh từng đi chơi với mấy cái người mà ở Việt Nam gọi là thời trước năm 86, 85, 86 mà ở Việt Nam nó còn kinh tế mới đó. Mấy cái người mà ở ngoài quê miền Trung đồ, đi xuống dưới mũi Cà Mau đồ này nọ vậy đó. Đó, mình cũng từng giúp đỡ mấy cái người đó đi chơi, mấy người bạn bè đó, mình bao nó uống cà phê mỗi ngày đâu vậy. Xong cái bắt đầu nó lập nghiệp, nó bán cà rem, nó đi đánh cá, nó vô đó. Cái dần dần nó để dành dụm lên, nó đeo vàng đầy cổ hết á, nó bye bye, nó không chơi với mình. Mình nói với cái chị đó đó, mình nói là cái đó đó là mình, đường đời là mình đã trải qua rồi, nhưng mà sống ở trong đời á, mình nói với cái chị đó đó, trước khi mà mình giúp một ai là mình đừng có nghĩ người ta sẽ đền đáp mình. Mình tự hỏi với lòng mình, ok, mình giúp họ giống như mình hàng ngày là mình đối xử với tất cả mọi người hết lòng hết mình, không bao giờ mình muốn cái gì ở họ đó. Nhưng mà trong đầu của mình á, mình chỉ muốn một điều thôi, nếu mà lỡ mai này á, mà những cái người mà mình nhiệt tình với họ, mình sống hết lòng với họ đó, khi nào mà mình qua đời mà mình nằm ở trong cái quan tài á, mình chỉ mong là họ cầm cái bó hoa, hay là không cần cầm bó hoa, tới nhìn mặt mình vậy là mình đủ vui, chứ mình không có muốn cái gì hết đó. Thì khi đó đó, các bạn mà có cái cảm giác, cái feeling như vậy đó, thì các bạn giúp người ta khi mà các bạn biết được người ta không có trả ơn mình. Hôm nay trời đẹp quá để mình đảo một vòng, vừa đi vừa chia sẻ quay cảnh cho các bạn xem. Mấy bữa trời tối quá không có thấy gì hết. Đó, thì hôm nọ mình ship hàng ở trong quán Đơn Kình gần ở nhà với Asman á. Cái gặp cái chị đó là hồi xưa đó là chỉ là chủ neo mình đi làm công á, mình đi làm thợ móng tay đó, mình dũa, mình đi làm công cho chị đó đó ở dưới quê mệt á. Xong cái chị kể, chị nói có quen mấy người đó Việt Nam mới qua rồi gì đó, không có xe, thấy tội giúp đỡ gì đó. Khi người ta có tiền, có bạc, có tay nghề, đủ lông, đủ cánh, người ta đi tìm chỗ khác người ta làm. Tại vì các bạn biết trong cộng đồng, người nào cũng biết người nào hết đó. Cộng đồng trong thành phố Boston, vùng Dorchester, cộng đồng rất là nhỏ. Người này biết người kia biết người nọ, thì
chỉ cần người ta hỏi, người ta nói là em hay chị hay anh chú cô biết thằng Quốc đó là ai không, đó là người ta biết hết, người ta kể à. Cho nên đi làm chỗ khác hay đi mở tiệm nail hay là đi mua nhà hay là đi bán muối hay là đi theo ông bà rồi người ta biết hết à. Đó, mình ngồi ở chỗ một là có người người ta kể cho mình nghe, tại cộng đồng nó nhỏ đó thì mình chia sẻ, mình nói trong đời sống mình á, mình giúp ai không bao giờ mình nghĩ là mình muốn người ta trả ơn, tại vì cái quy luật á, mình giúp người này á, thì sau này á, người khác người ta giúp lại mình, đó thay phiên nhau vậy đó, loài người con người. Thì khi mà mình giúp người ta mà mình đừng có mong người ta trả ơn, hay là mình muốn người ta trung thành trung thủy với mình á, mình đừng có nghĩ như vậy á, thì mình không có bị sốc, các bạn biết không, mình không có bị buồn là tại sao mình giúp người ta mà người ta không giúp lại mình. Thì tương lai á, mình đi làm chủ neo thì mình giúp người thợ này người thợ kia thì cũng sẽ có người khác giúp lại mình thôi. Cái quy luật con người nó là vậy đó. Để mình chạy xuống dưới đầu đường này nè, xong mình đánh vòng quay lại. Chứ không thôi mà mình chạy hoài đi xuống dưới kia là nó kẹt xe lắm. Múc ở dưới cái đầu trước mặt mình á. Thường thường á, cái đường này á là cái đường hai bên đó là nội trú với trường đại học BU á, kẹt xe hơn giống bữa nay, nhưng mà mấy cái em học sinh á đi nghỉ phép rồi, cho nên mặc dù mình thấy xe cổ đông cho nó đỡ lắm. Nói nôm na nó như vậy nè, sống ở trong đời á, cái chuyện này mấy cái người lớn tuổi phần đông ai cũng hiểu hết đó. Các bạn giúp người ta, các bạn đừng có nghĩ người ta trả ơn lại, thì các bạn sống rất là hạnh phúc. Mình đã từng trải nghiệm các bạn, nhiều cái người mà người ta giúp đỡ mình trong đời của mình đó, giúp mình cho chỗ ăn chỗ ở đó, mình chưa có cơ hội mình giúp lại người ta đó, nhưng mà mình có làm một cái điều gì đó mình giúp cho những cái người khác mà những cái người đó lại chưa từng giúp lại mình. Thì cái quy luật con người nó như vậy á. Đó thì cái văn hóa của người Việt Nam của mình á là cái văn hóa đó là con người ta qua cầu gút gián. Mà cái văn hóa qua cầu gút gián này á, cái nông nổi á, nó cũng là do cái bọn cộng sản á, nó không có cái nền giáo dục tốt. Đó thì khi mà cộng sản nó không có cái nền giáo dục tốt á, đất nước nghèo á, thì hả, người Việt Nam của mình á, hết đi ăn cướp ở Việt Nam, bây giờ đi ra nước ngoài, đi qua bên Nhật Bản đồ, nước này nước kia đồ, xuất khẩu lao động á, ăn trộm ăn cắp người ta. Mà họ làm như vậy họ đâu có nghĩ tới toàn dân tộc. Đã nói một con sâu á làm sầu nồi canh á, tức là một cái người đó đó mà người ta làm một cái điều gì xấu á với một cái quốc gia bên Nhật Bản á, thì mấy cái người Nhật Bản người ta đâu có nói là cái nhóm đó nó ăn trộm ăn cướp đâu, người ta nói là người Việt Nam. Người ta nói là người Việt Nam. Cái xe điện mà chạy bên tay trái nè, cái xe này là cái xe tuyến đường màu xanh, xe B á. Mấy bữa trước họ sửa cái đường gầy á, sửa xong rồi. $2.40 là mình đi khắp thành phố luôn, đi một chiều không có tính xa gần vậy, muốn đi đâu đi. Tới trung tâm á, mình nhảy xuống mình đổi qua chuyến khác cũng không thêm tiền nữa.
So với ở Nhật Bản đó là còn rẻ hơn nữa. Còn cái tuyến đường mà Hà Đông Cát Linh á, họ lấy dường như cũng $1 hay gì đó, mà tính ra so với ở đây cũng vẫn mắc hơn. Tại vì tuyến đường Hà Đông Cát Linh đó là nó không có đi xa, các bạn biết không? Còn cái tuyến này là nó đi xa lắm, đi từng thị trấn này qua bên thị trấn kia luôn. Vòng vòng ở đây là trường đại học với nội trú không à. Trên cái con đường mình đang lưu thông nè, mấy bữa hả đi làm về, ban ngày bận rộn đi làm về, trời tối đó quay nó không có sáng. Bữa nay nhân dịp mà trời nó còn sáng á, mình đảo một vòng chạy xuống khoảng chừng hai cái đèn xanh đèn đỏ nữa là mình đánh, mình du thên lại, đánh vòng lại xong rồi bắt đầu cái tới tại Chichimec á, mình bỏ thêm vài phút nữa quay cái camera cho các bạn xem mặt mình, cái bắt đầu mình trở lại Ca Làm, chạy một tăng tới 7 giờ 30 là mình ngưng. Cái con người của Việt Nam của mình nó tham lam trộm cướp á, là mình không có trách cái con người, mà mình trách đó là mình trách do cái nền giáo dục, do cộng sản. Mà cộng sản á, là nó, cộng sản Việt Nam á, nó nằm ở bên cạnh cái thằng China đó, nó bị ảnh hưởng, nó bắt chước. Cái nền kinh tế mà Việt Nam, người dân Việt Nam của mình gia công bây giờ đó, đó thằng China nó cũng bắt chước á, cộng sản Việt Nam nó cũng bắt chước cái thằng China đó. Bây giờ làm cho người dân Việt Nam của mình nô lệ, nô lệ gia công, làm gia công. Đó, mình sẽ đánh vòng ở mép bên tay quay ghẻ bên chờ đèn xanh lên, mình quẹ trái mình đánh một vòng. Cái xe điện ở bên Hà Nội, đường tuyến đường Hà Đông Cát Linh đó, nó đi không có xa. Ai sống ở Boston người ta biết nè, mình lên cái xe này là mình đi ra tới phi trường luôn, đi lên máy bay luôn, không có cần lấy xe Grab, Uber, Lyft gì hết đó, xe công nghệ gì hết đó. Đi qua bên tới dưới nhà của mình luôn. Từ đây đi về nhà của mình đó là khoảng chừng 50 phút. Đi cái tuyến xanh này nè, tới trạm Bạc Chiếc á, mình nhảy lên cái tuyến đỏ. Tuyến đỏ là nó chạy thẳng một lèo về tới nhà của mình luôn, ngay trước cửa nhà mình luôn. Mà mấy cái người đi xe điện này nè nha các bạn, công việc của người ta là lương cao lắm á, nhưng mà người ta biết cách xài tiền á, người ta thông minh á, người ta không có muốn đóng tiền bảo hiểm xe, người ta không có muốn tốn tiền trả tiền góp xe hàng tháng, sống tiết kiệm á. Với lại đi cái xe điện á là không có tốn tiền á để mình đậu vô bãi đậu á. Ở thành phố Boston đó là lái xe đi vô trung tâm là mình phải tốn tiền đậu xe. Từ thứ hai cho đến thứ bảy mà mình mà muốn đi ra phố Tàu là không bao giờ mà có chỗ đậu đâu, mình hứa chắc với các bạn luôn. Từ xưa tới giờ đó mình lái xe ra phố Tàu không bao giờ có chỗ đậu. Mấy cái chỗ mà đậu mà mình trả tiền bằng đồng hồ á là người ta dành người ta đậu hết rồi, ở ngoài phố Tàu với lại trung tâm á. Mấy cái người làm việc cơ quan văn phòng đâu đó là người ta ngồi xe điện không.
đơn giản như vậy thôi. Tại sao mình phải bỏ công ra mình đối phó, mình cầm cái tay lái chi cho cực vậy phải không? Kẹt xe đồ này nọ, tốn xăng nữa, tốn tiền mua xe nữa. Mình đi lên xe điện mình ngồi, phải không? Người ta chở mình chỉ có việc lấy phone ra mình bấm thôi. Cách nay mấy tuần các bạn thấy mình đi xe điện với đi xe buýt đó. Mình lái xe nhiều năm rồi đó, lâu lâu mình nhảy lên xe điện với xe bus đó, mình có cái cảm giác sảng khoái lắm. Giống như có ai chở mình đi á. Cái lý do mà mình muốn chia sẻ với các bạn về cái văn hóa mà qua cầu rút ván á, là mấy cái người mà Việt Kiều đó ở bên đây mười mấy năm rồi, mấy cái người mà Việt Kiều sống ở bên Úc ở mấy chục năm đi về Việt Nam làm kênh đó, quay mặt ra bao nhiêu năm tháng mà người ta cho mình công ăn việc làm, trị bệnh nuôi cho con của mình đi ăn học, nở lòng nào mà mình lập kênh ra mà mình quay đầu lại mình so đo là ở nước Mỹ á hả, làm cực khổ đồ. Mà các bạn thấy trước mặt không, xe cộ chạy như kiến con người ta. Các bạn thấy có ai mà mấy cái người mà đang lái xe mà có cực khổ không? Người ta cũng đang ngồi, người ta lái xe dập dìu cầm tay lái xe hiệu không, trước mặt đó, trước màn hình đó. Đó, mấy cái người mà đi bộ hai bên đường đó, người ta có làm cực không? Không có nơi nào mà sống sung sướng bằng nước Mỹ hết đó. Nhiều khi á các bạn biết không, mình không có thật sự ra mình không có muốn chia sẻ, nhưng mà tại vì mình thấy ít có người nào mà người ta có cái cách suy nghĩ giống như mình lắm. Nếu mà mình không có chia sẻ mà mình chỉ ra những cái kinh nghiệm mà mình đã từng sống ở đây. Bây giờ nè, bốn đứa em của mình ở Việt Nam nè, nếu mà mình không có đi qua bên Mỹ định cư đó là mình giống như bốn mấy đứa em của mình đó. Đó, bây giờ ở Việt Nam nè, nó có dám đi ra uống một ly Starbucks không? Cà phê Starbucks không? Không, nếu mà mấy đứa em mình nó muốn uống cũng được thôi. Nhưng mà làm đồng tiền cực quá làm sao mà dám mà bỏ ra 70-80 ngàn mà đi uống một ly Starbucks. Trong khi mình ở đây, mình nó hạ uống một ngày hạ 3 cử trà đá của Đưng Kình luôn. Các bạn thấy mấy cái nhóm mà đi qua đi lại, các bạn nhìn không, tuổi trẻ không, là dân học sinh đại học không á, dài mấy dặm mấy mai mấy km hai bên đường á, là tòa nhà là chung cư nội trú á, còn mấy cái tòa nhà đó là lớp học á, trường Boston College á, BU á, Boston University. Cái xe buýt nè trước mặt mình nè, bên tay phải nè đó, hôm nọ đó mình đi miễn phí đó. Còn mà các bạn mà trả tiền á, chưa tới $1, máy lạnh đồ ở trên đó có camera an ninh đồ, chỉ có việc mình lên đó mình ngồi là người ta lái mình đi thôi. Mình đi về Việt Nam á, mình với bà xã của mình á, lấy xe buýt công cộng á, 5.000 đồng đi từ quận nhất đi ra tới chỗ cái quận gì đó cũng xa lắm, lâu quá rồi mình quên rồi, cái đảo khỉ đảo gì đó.
Cho nên các bạn đừng có nói anh Quốc ơi bây giờ hả xe bus năm sau Việt Nam đầy hết, ở Sài Gòn đầy hết. Đúng, mình hiểu cái điều đó. Nhưng mà các bạn ngồi xe buýt mà lỡ bị cái gì coi, xe buýt nó va chạm coi, ai lo tiền viện phí? Lỡ nó lật mấy vòng rồi mình đi bắn mối rồi ai lo tiền? Các bạn hiểu không? Trừ ra mấy cái người Việt Kiều, người ta mới đồng ý với mình, người ta sống tại đây, người ta mới hiểu ý của mình nói thôi. Đối với mình mà nói, mình thật sự nói từ đáy lòng luôn, sống ở nước Mỹ hả như thiên đàng. Cho nên nhiều người không hiểu, mấy bạn đồng nghiệp của mình ngày xưa nói sao nhìn nữa hả, thấy cái mặt của anh Quốc không có xì chết rồi không có lo này kia. Ở bên đây hả, mình có tất cả mọi thứ. Đi ra chơi đá banh hả, té gãy chân đâu có phải tốn tiền viện phí đâu, bận tâm gì phải lo. Đói xuống chánh phủ, nó cho tiền mình nó ăn, cần gì phải lo. Còn mà vô đường cùng nữa hả, thì mình đi tới mình xin nhà xã hội của chính phủ nó cho mình ở. Mấy cái người mà vô gia cư ở bên cái bang của mình đó là ban đêm về là nó có một cái nơi chính phủ là tới đó, nhưng mà lúc 5-6 giờ sáng là người ta đuổi mình ra, nhưng mà người ta cho mình ngủ qua đêm, gọi là shelter. Ở bên cái bang của mình nó có shelter, tại vì mấy cái người hút sách nghiện ngập đó, đi vô đó nó đâu có uống rượu được, đi vô shelter đâu có được làm những cái điều mình muốn, đâu có nhậu được, đâu có uống rượu được. Shelter là cái nhà mà cho mấy cái người homeless đó. Tử thời mà vợ chồng nào mà ai mà đánh lộn mà bà vợ đuổi ông chồng ra sân đi, các bạn gọi 911 tới đây, các bạn nói bây giờ tôi nhờ cảnh sát chở tôi tới shelter ngủ đỡ qua đêm nè, cảnh sát nó chở cho các bạn xem. Nhưng mà có điều 5-6 giờ sáng là nó đuổi mình ra. Cái shelter là nó chỉ có cho mình là tạm trọ qua đêm thôi, để mà mình ngủ, đừng có bị lạnh lùng đồ này nọ thôi. Nó muốn giúp đỡ nhân đạo thôi. Nhưng mà 5-6 giờ sáng là mình phải đi ra ngoài, đi kiếm công ăn việc làm gì đó. Còn ở Việt Nam á, tối xuống á, không có người thân, đi lạc giữa đường, ai cho chỗ mình ngủ? Trừ ra mấy cái người quen, người ta tội, người ta thương mình thôi. Cộng sản nó có cái shelter không? Nó có cái chỗ nó chở mình về không? Mẹ bà đặt mấy chú công an đồ giúp đỡ người ta này cái kia đồ. Sậu lá. Nếu mà công an mà nó tốt vậy á, nó đi gìn gặp, nó đi đo nồng độ cồn rượu người ta làm chi? Xạo tiên triền đồ lên, lâu lâu cái mấy chú công an giúp đỡ người này người kia đồ, để cho người dân thấy. Thường thường á, thứ bảy á, giờ 4 giờ giờ này nè, 3 giờ mấy 4 giờ là người ta ở trong nhà, người ta đang nghỉ ngơi để chuẩn bị 6-7 giờ chiều là người ta túa ra đường, người ta đi ăn chơi. Bắt đầu 6 giờ chiều là bắt đầu hả khách nó gọi hả banh cái điện thoại luôn, để chở tới quán bar, nhà hàng đồ, tới gặp phim đồ, vũ trường đồ. Ở bên nước Mỹ với mấy cái nước tư bản ở bên châu Âu á, người ta làm việc một tuần lễ có 32 tiếng đồng hồ. Bên Mỹ bây giờ có cái văn hóa đó, bên cái bang của mình đó, mấy cái người mà làm văn phòng cơ quan làm từ thứ hai cho đến thứ năm mà khách đó, bữa nay cũng có ông khách kể mình đó, ổng nói đó, làm từ thứ hai tới thứ năm mà.
nghỉ thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Bao nhiêu mười mấy năm, hai chục năm, nước Mỹ cho mình công ăn việc làm, nuôi cho con cái của mình đi ăn học, nhức đầu lên chính phủ hả, Úc Đại Lợi cho thuốc uống, người ta giúp đỡ mình tận tình, mà không một lời nói cái gì tốt cho người ta. Đi về Việt Nam chê bai, mẹ qua cầu gút gián. Đúng là ở bên Mỹ hay là ở bên cái quốc gia nào trên thế giới, nó không có hoàn hảo, nó cũng phải có cái điểm yếu và cái điểm mạnh. Thì mình nói ra là 10 cái điểm gì đó ở Việt Nam, ở bên Mỹ đó tôi rất thích, 10 cái điểm gì đó ở bên Mỹ tôi không thích. Mẹ cái đằng này hả, nói ở bên Mỹ làm cực độ, ở bên Mỹ hả không có trái nho ăn, ở bên Mỹ hả không có mì gõ, ở bên Mỹ hả không có bún chả Hà Nội, về Việt Nam hả ở không thoải mái, mua miếng đất trồng rau.